Hello, Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ cắt cái áo cửa tròn dai ship ly nghe cả À, nhà. sau khi Nhi đã vẽ xong này, giờ Nhi sẽ chỉ chi tiết lại cho cả nhà biết nha. Đây là bắt đầu giờ từ cái lai, thì cái nhà sẽ lấy lên từ cái sóng, từ cái mí lai này sẽ lấy lên trên đây là dài áo nha. Dài áo là 57 cm, rồi từ cái 57 cm này cả nhà sẽ dùng thước gạch ngang qua xong rồi thì cả nhà sẽ dùng từ cái mí này, từ cái mí sóng này cả nhà sẽ lấy qua đây là 19 cm. 19 cm xong rồi từ cái sóng giả cả nhà lấy vô đây là 11 cm là cái cổ. Rồi từ cái mí dài áo này sẽ lấy lên trên đây là 3,5 cm là dây chòm, cả nhà sẽ dùng thước gạch thẳng xuống. Rồi cái nhà sẽ đánh cong cái cổ nha. Đó, rồi xong cả nhà sẽ hạ nách đây, hạ nách xuống là 19 cm, rồi cả nhà sẽ gạch ngang qua. Rồi cái từ cái gạch ngang qua xong rồi cả nhà lấy từ cái sóng này vô đây là cái ngực 23 cm, từ cái ngực 23 lấy vô đây là 4 cm, cả nhà sẽ dùng thước gạch thẳng lên. Rồi xong rồi sẽ vẽ cong cái vòng nách nha. Đó, rồi từ cái hạ eo là 14 cm, từ cái mí ngực sẽ xuống xuống đây hạ eo và sẽ gạch ngang qua nha. Gạch ngang qua xong rồi là cái eo này là từ cái sóng của cái dải này cái nhà đo ở đây là 21 cm. Rồi tới đây là cái lai, từ cái sóng của dải đo ra đây là 25 cm. Thì cái nhà sẽ dùng thước từ cái sóng mí này sẽ thẳng lên đây, thẳng lên ngực nha. Rồi từ 2,5 cm đường may. Rồi xong cái ben thì từ cái lai lấy lên đây là 10 cm, rồi từ cái sóng ngoài này đi lấy đây là 11 cm là cái đuôi ben. Rồi từ ở trên cái dai sẽ lấy xuống đây là hạ ben là 25 cm. Rồi từ cái sóng của dải lấy vô đây là tâm ben là 10,5 cm, cái nhà sẽ gạch thẳng xuống và từ cái sấm giữa này qua đây 1 cm, từ đây qua đây 1 cm nhà gạch Cái xéo nha. thằng trước thì lấy cái thằng sau nhập lên, là cái sóng của cái thằng trước và thằng sau bằng nhau nha. Đó, thì xong các bạn sẽ lấy cái gì đó dặn lên xong rồi thì cái này cái dai, cho nên cái dai thì cái nhà sẽ bẻ xuống dây chòm là 3,5 cm nha. Đó, 3,5 cm xong rồi thì cái nhà sẽ dùng thước, dùng viết, cái nhà sẽ làm dấu nha. Làm dấu xong cái nhà sẽ vẽ cong theo cái vòng nách này, rồi cái nhà sẽ làm dấu cho cái eo nha. Rồi cái eo xong rồi thì cái nhà sẽ dùng thước gạch ngang qua nha. Rồi từ trên cái mí sống này xuống đây là 11 cm. Rồi từ cái 11 cm xong rồi từ cái sống này đi qua đây là 10 cm. Như cả nhà. Đó, thì cái nhà 10 cm xong rồi thì cái nhà sẽ gạch thẳng lên và gạch ngang qua. Đó, gạch ngang qua xong rồi thì mình sẽ lấy cái gạch này có vòng cong sẵn hoặc cái nhà tự vẽ cong cũng được, cái nhà sẽ để gạch ung vậy. Đó, cái nhà sẽ vẽ cong qua nha. Khi vẽ cong xong rồi thì xuống đây tới cái thằng của cái lai nha. Để tới phần cái lai thì cái từ cái lai của thằng chưa sao xuống đây là 2 phân nha. 2 phân xong rồi thì cái nhà sẽ dùng thước, cái nhà sẽ vẽ cong cái lai nha. Đấy, cong cái lai đây, đặng cái dạng này giật trước nè, đặng cho nó đừng có bị hách. Ở đây thì bắt đầu cái bên cái hông này thì cái nhà sẽ làm dấu bằng cái lai thằng sau. Khi làm dấu bằng cái lai thằng sau xong rồi cái nhà sẽ dùng thước, cái nhà sẽ gạch từ dưới cái sườn lai và lên tới cái eo và cái sườn đó nha. Đó, thì kế tiếp thì mình sẽ vẽ cái ben thân trước thì từ đây đến đây lấy lên đây là 22, rồi từ cái trung tâm giữa này lấy qua đây là 10,5 cm nha. Đó, rồi cái lai thì từ dưới lai lấy lên là 10 cm, thì 10 cm từ đây với đây đây là 11, thì cái nhà sẽ dùng thước, cái nhà sẽ cẳng lên nha. Đó, rồi kế tiếp mình sẽ gạch cái xéo của cái ben nha cả nhà. Đó, đây thì mình sẽ gạch xéo xuống đây, đây nếu mình gạch xéo xuống dưới cái lai đó, đấy là xong cái ben. Khi vẽ xong rồi thì Nhi sẽ dùng kéo cắt cắt ngang qua nha cả nhà, không cắt ngang cái vẽ xong rồi á thì Nhi sẽ lấy từ cái miếng này, từ cái miếng dai này nha, đi qua đây là 5 phân đó, rồi từ cái tâm giữa này cũng qua đây 5 phân luôn nha. Rồi từ cái mí cổ này đi qua bên đây cũng 5 phân đó, rồi từ cái mí dai nè, cái mí nách nè, mí nách dòng cong nách nè cũng đi qua đây 5 phân luôn nha. Thì 5 phân xong rồi thì từ cái mí của cái dai xéo xuống đây nè, từ đây lấy lên đây là 1,5 cm nha cả nhà. Thì 1,5 cm xong rồi thì cả nhà sẽ dùng thước gạch ngang qua, rồi gạch ngang qua xong ở nhà sẽ lấy cái gạch ở nhà sẽ vẽ vòng cong nha. Đó, vẽ vòng cong lên đó. Vậy xong rồi thì mình có cái điểm giữa này nè, thì đây cũng vậy, từ đây ngang qua đây cũng ngay giữa, thì cả nhà sẽ để cái gạch vòng cong tới 5 phân đây nha.
đó, để đặt ở nhà sẽ dễ, sẽ có vòng cong của cái cổ áo đó. Đây, từ cái miếng này cái nhà sẽ dễ vòng lên đó. Còn qua bên đây cũng vậy, bên đây thì cái nhà để cái đập để cong ra đây để sẽ thành ra cái cổ nha. Đó, vòng qua đây đó. Còn ở bên đây thì cái nhà sẽ dùng thước gạch xéo lên trên đây nha. Đó, vậy là xong á. Thì cái khi ghế thì các bạn sẽ cắt vòng từ cái cổ, từ cái miếng này, từ cái cổ vòng qua đây, vòng qua bên cái thềm lần đỏ nha cả nhà. Đây, chị đã cắt xong cái cổ áo trước rồi đây, thấy không cả nhà? Đó, đây, bên đây là dây nó bự hơn nè, bên đây là cái dây nó nhỏ, đặng hồi bên đây làm hồi mình sẽ xếp ly lại nha. Đó, mình sẽ xếp ly lại, rất là đẹp. Bên đây là mình xếp ly, còn ở đây là thân sau. Thân sau thì mình nhập lại nha. Mình lấy cái dây của cái dây nhỏ phía bên đây, mình sẽ nhập lại. Đó, nhập lại dây với dây ha. Rồi mình sẽ sang dấu qua. Đó, dây với dây bằng nhau, mình sẽ sang dấu qua bên đây. Đó, rồi xong rồi Nhi sẽ vẽ cái vòng cổ trước của sau bằng nhau nha cả nhà. Đó, giờ Nhi trải cái thân áo của sau ra nè. Đó, thấy không? Cả nhà thấy không? Đó, vậy đó. Nhi sẽ chỉ kiếp là các bạn sẽ xếp ly cái dây này nha. Rồi từ cái sống của cái cổ này lấy vô đây là 2,5 cm nha. Đó, rồi từ đây, từ cái miếng này vô đây cũng 2,5 cm. Rồi từ đây qua đây 2 cm, từ đây qua đây 2,5 cm. Thì Nhi sẽ xếp lại cho cả nhà mình xem nha. Cái dấu này sẽ bằng nhau. Đó, Nhi sẽ dán keo. Bên đây cũng vậy, cái miếng này với cái miếng dài, hai cái dấu phấn này sẽ bằng nhau. Khi Nhi dán xong rồi cả nhà thấy đây nè, có nó có con nè, thấy không cả nhà, cái vai nó có cái con nè. Đó, như vậy đó thì một hồi mình sẽ cắt thành cái áo ra rất là đẹp nha cả nhà. Đây, Nhi sẽ dở cao cả nhà xem cái ly nè, cả nhà thấy không, rất là đẹp thấy không. Cái đây là cái ly, cái bên tiếp thì Nhi sẽ vẽ cái tay nha. Cái tay thì giấy thì Nhi xếp đôi lại nha. Đó, thì xếp đôi lại cái vòng nách là 40, mà xếp đôi giấy lại là vẽ vòng cong từ cái miếng này vòng qua đây là 20. Đó, còn từ cái miếng này đi xuống đây là vẽ cái dài tay là 15 cm. Thì các bạn để thước dây các bạn vẽ bầu xuống nha. Ở dưới đây là cái nách thì nó hơi nhỏ hơn xíu, khoảng 4 cm nha cả nhà. Đó, thì khi các bạn cắt thì các bạn nhớ xếp dễ xéo nha.